Ngày 16 tháng 8, tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 3 năm 2023, bà Bùi Thanh Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã thông tin về tình hình giải quyết ngôi nhà 20 năm nằm giữa đường Võ Văn Kiệt. Trước đây là đường Hùng Vương, khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu. Theo bà Bùi Thanh Nguyên, trước đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành quyết định thu hồi, bồi thường thì bà Hương không đồng ý và yêu cầu bồi thường tăng về giá, chỉ số sinh lợi. Gần đây, tổ công tác liên ngành kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ việc thì phát hiện trong quá trình ban hành văn bản hành chính có thiếu sót. Tổ liên ngành phát hiện nên kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu thu hồi các văn bản không phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Hiện tại, thành phố Bạc Liêu cũng đã thu hồi quyết định không phù hợp và ban hành quyết định mới. Tổ công tác cũng đã tiếp cận đối thoại thì gần đây nhất, hộ bà Hương đặt ra hai yêu cầu. Cụ thể, yêu cầu thứ nhất, bà Hương yêu cầu được hưởng bồi thường ở tuyến đường có giá cao nhất. Thứ hai, hộ bà Hương yêu cầu bồi thường phần đất lộ giới 270m² vì đất này gia đình sử dụng trước. Về các yêu cầu nêu trên, bà Bùi Thanh Nguyên cho biết tổ công tác liên ngành và thành phố Bạc Liêu đang xác minh làm rõ. Nếu có cơ sở, sẽ tham mưu tỉnh giải quyết thấu tình đạt lý.